phục vụ tình và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay xin kính mời quý vị nghe bài đọc đức tin Cần mực thì đen. Ông Sophronius là một giáo sư danh tiếng, chẳng bao giờ muốn các con của mình kết bạn với những đứa ngỗ nghịch. Một ngày nọ, ông không cho phép con gái là Elatia theo anh trai đi thăm một người bạn có hành vi bất hảo. Elatia nói, "Cha à, cha coi con như một đứa bé vậy, cha tưởng chúng con sẽ dễ dàng nhiễm lấy tật xấu sao?" Ông Sophronius yên lặng, không nói lời gì, ra hiệu cho Elatia cùng xuống bếp với ông. Trước hết, ông lấy một cục than đen trong bào than, đưa cho con gái và nói, "Con cầm thử xem." Cô Elatia vâng lời, đưa tay ra cầm. Sau đó, ông dùng đồ gấp than gấp một cục than đỏ đang cháy trên bếp, rồi bảo Elatia đưa tay kia ra cầm. Nhưng Elatia giật lùi lại. Lúc đó, ông Sophronius giảng giải, "Con yêu, nếu con cầm cục than đỏ, chắc chắn con sẽ bỏng tay. Còn tay kia, khi con cầm cục than đen, dù không bỏng, nhưng cũng dơ tay." Elatia bỏ cục than đen trong tay xuống. Quả thật, tay cô đầy vết dơ. Người cha tiếp, "Khi con giao du với kẻ xấu, dù giữ mình bao nhiêu chăng nữa, cái xấu cũng sẽ ảnh hưởng đến con gái ạ." Trong việc giáo dục con cái, sự cấm đoán và bắt buộc không mang lại hiệu quả bằng cách gợi lên ý thức của chúng về những hiểm họa mà chúng sẽ phải gặp. Chỉ khi nào chính bản thân một người nhận định được điều đúng hay sai, tốt hay xấu, thì người ấy mới tự giác tuân thủ. Một doanh nhân đã nói, "Hãy cho tôi biết anh giao du với những ai, tôi sẽ đánh giá đúng về anh." Chúng ta nên lưu ý đến đạo đức của những người mà con cái mình kết bạn. Chẳng phải là chúng ta xa lánh những người tội lỗi. Nếu thế thì làm sao ta có thể mang tình yêu Chúa đến cho họ được? Cần phân định điều này, giao thiệp với mọi người nhưng chỉ kết thân với người tốt. Câu gốc suy ngẫm: hãy biết rằng trong ngày sau rốt, người ta đều ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi. Timôthê nhì, đoạn 3, câu 1, 4, 5. Amen.